Bây giờ mà bạn cứ hỏi ai giàu hơn ai, khó trả lời là vậy ai giàu cái gì, đúng không? Tiền nhiều có người có tiêu đâu mà vẫn đi tù, em hiểu bạn cứ hỏi giàu làm cái gì, tiền nhiều làm cái gì đâu. Mày cứ thấy cuộc sống anh gì in ít tiền thôi, em hiểu không? Chỉ cần bình thường thôi đúng không, cứ như cứ bồng bềnh như anh này là được rồi. Giàu làm gì, giàu ảo suốt ngày đi cái xe cọc cạch cái này, này đi đâu có ai biết đâu, ăn vẫn mấy cái món ăn núi rồi ôi thế thì giàu làm gì, em hiểu không? Giàu mà vợ con đúng không, giàu mà vợ con vẫn cứ cọc cà cọc cạch, xe đẹp về đích dám đi, và về tiền này đích dám tiêu, đồ hiệu đích dám chơi đúng không, nhà to thì đích dám xây, giàu làm gì em? Đúng không? Mày áo cái thằng Hải Đức, Hải Đức chuẩn bị lên nên 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 VT3 làm gì đấy? Đúng không anh em? Cứ nghe cứ bình bồng bềnh nhiều quá lòng thôi, sống đơn giản thế thôi, hiểu chưa? Không cần nhà tao to, nhà mày lớn, nhà mày cao, nhà mày to chắc đeo bằng nhà tao nha. Bồng bềnh thế thôi chứ đâu mà sao mà phải giàu làm cái gì. Tuyển lái xe không, mẹ thằng nào đồn Du Thiên mất ấy, mấy cái thằng mình ác mồm ấy nhỉ. Du Thiên đang ở nhà đang đi ôm gái kìa, vừa nãy gọi video đang ôm gái đẹp, người ta tập luyện, người ta quay MV, người ta bị thương có tí nữa mà các ông lại đồn người ta tèo. Mẹ mấy cái thằng, mấy cái ông TikTok cái ác mồm thật, người ta có làm sao đâu, người ta đang khỏe, vừa gọi video đang ôm gái đẹp húp híp kìa mà các ông lại đồn người ta tèo. Mấy cái thằng cứ đồn vớ va vớ vẩn, con chào bố vợ nay nhìn mặt ông anh muốn ất ơ đấy, ất ơ chào huấn 9,5 ngón tay vào thằng này. Thôi em ơi, em chào anh hôm nay cái gì, thôi em hồi mày đừng có đi anh, thực ra anh nói một lần không nói cái con này Engena cái gì nhỉ, Phương Châu ấy làm gì, anh không bây giờ đàn ông anh nói một lần thôi, bây giờ cứ nói nhiều làm gì, chấp làm gì cái con Phương Châu ấy đúng không? Thầy giúp rồi, bố Huấn đẹp trai quá, lần lay thầy tươi thế, chúc anh buổi tối vui vẻ. 2003 anh em thì mỗi anh em bảo duy